Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu đến các bác mẫu xe đạp địa hình Sava SV550, một mẫu xe khung carbon rất là quen thuộc với các bác xem kênh em lâu. Khung carbon chuyển động full Shimano Asia, mẫu xe rất là đẹp, từ thương hiệu Sava, thương hiệu Đức. Sava này thì họ rất nổi tiếng về những chiếc xe đạp mang cái bộ khung carbon rất là cứng cáp. Các bác tìm hiểu thêm ở trên Google hoặc là YouTube có những cái video mà họ thả những chiếc khung carbon đến từ Sava này từ cái độ cao trên núi xuống dưới mặt đất hoặc là dùng súng AK bắn nó không vỡ. Là cái công nghệ của Sava carbon rất là chắc chắn. Đây là bộ tay bấm 9 clip cũng là Asia xanh dầu. Vành bánh là 26 inch, nguyên bản chính hãng của xe, nguyên bản chính hãng theo xe. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Ai chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên tới tâm phụ phốt là 57 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m60 là phải cưa cọc yên lưu ý thì đi vừa, đến khoảng 1m74-75 thì phù hợp. Tầng lít và 3 tầng đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau. Em vừa giới thiệu qua đến các bác mẫu xe đạp Sava khung carbon của thương hiệu Đức. Bên em đang bán với mức giá tại cửa hàng và trên kênh là 8.300.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bao bảo hành và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả lời nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.